Ôi trời 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 trời. Ôi trời 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 trời. Có cái cây này làm sao dọn. Không, bà có bác thấy hôm nay Lâm cũng là đẹp trai không? làm của bà cô bác là lúc nào cũng dữ dân á, thì tự khen mình đẹp không à. Đi trái cây để mấy em đây, khoai thì nhiều luôn nè, trái bự bự không luôn, trái bành bành luôn, làm mùa đúng làm trái, làm trái nó quá bự luôn đó, thấy chưa. Còn thấp trái này cây nha, giò này Lâm cũng đã có hỏng rồi, Lâm để cái máy xa xa. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp. Đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha ông bà cô bác. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan, giúp đỡ những vong linh đối khác. Thì hôm nay Lâm trở lại coi nhà nè, có cái màn màu đỏ. Lúc trước là hai anh em trai Lâm với em Quỳnh Tân đó ông bà cô bác. Thì dạo này là em Quỳnh Tân đã nghỉ làm kênh rồi, nghỉ quay rồi. Thì Lâm hôm nay là để chia sẻ cho bà con cô bác cái hiện tượng lúc trước là cái màn đỏ, em Tân và em trai em Tân, mình Tân và Lâm bị kéo. Thì cái hiện tượng như rõ thế nào, Lâm hôm nay cũng sẽ đủ duyên để tới đây và chia sẻ cho bà con cô bác xem thử coi trong đây nó có những gì mà rồi anh em kéo anh em mà anh em chưa biết được. Hôm nay cô Lâm sẽ cố gắng khám phá kỹ thử căn nhà cái màn đỏ này nó ghê cỡ nào nha. Vậy thì mời ông bà cô bác theo dõi ạ. Ôi xa xa Lâm thấy kìa ông bà cô bác ơi. Ui thì kì kìa ông bà cô bác, thấy gì vắng cắn cắn không bà cô bác nè. Dạ em xin chào mọi người ha, giống ạ. Ôi không biết là giống là sao ông bà cô bác. Làm vào bên trong chia sẻ cho bà con cô bác nha. Thế mình tìm cách nào mình giao lưu với cái giao tiếp với dòng thì được không ạ? À? Đi thôi nha bà cô bác. Vào bên trong nha. Mày có gì mới thấy đây nè. Đồ mất tiêu rồi. Nè có cái màn đỏ cả nhà thấy ghê chưa? Vào bên đây thử coi. Có mục tiêu rồi ta. Tồn vào bên trong thử không mà con bác. Cái màn đỏ này thấy ghê quá.
Ôi trời 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 trời. Ôi trời 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 trời. Mình mới thấy đây nè ông bà quá. Mình mới thấy đây là ở đâu rồi mà quá. Ừ cái phòng tắm nè. Đâu thấy nữa đâu. Lạ vậy ta. Tụi mình đi ra ngoài thử coi con có gặp không nha. Rõ ràng là Long thấy cái dung linh màu trắng này nè. Không lẽ là lúc trước nãy giờ cái libido trước á chia sẻ cho bà con cô bác xem á, như là ai cầu cơ đây nè, là có cái dòng linh tóc trắng này sao nè, đồ làm đầu ngoài tôi thấy không mà muốn tiêu rồi. Dòng này biến ở đâu rồi ta, không biết người là hay là quỷ không biết. Mà không phải ở đâu, căn nhà này là có hiện tượng lạ lắm. Vừa vô là gặp đùng đùng rồi. Không biết tiêu rồi. Nó lâm vào trong đây thế coi. Họ lại có thấy không? Ôi! Trời trời có trộn mà các bác, đây là mình đọc cái mắt, đặt cái máy xuống trong giờ tiếp thử coi như thế nào nha. Đâu các bác thấy rõ không, làm lại giao tiếp cái hỏi coi cái dòng này sao nha, này nam hay sao mà hỏi tiếp coi. Thì ông bà cô bác ơi, Lâm cũng mới thời giao tiếp rồi. Thì tưởng rằng là cái dông linh này là dông linh dữ. Không ngờ là lại là cái một bà cô già
lớn tuổi rồi. Thì mặc cái đồ rất là đẹp luôn bà cô bác. Cô năm nay gần 60 tuổi rồi. Thì có hỏi cô là lúc trước hai anh em tân, tức là đi chia sẻ cho bà con cô bác xem cái video clip và cúng, thấy có một vong linh kéo hai ma chay, có phải là cô không? Thì cô trả lời là tôi không biết, tôi mới đến đây 10 tháng à. Mà tính ra thì cái clip đó quay Lâm quay cách đây khoảng chừng 5 tháng. Thì tại sao cô đến đây 10 tháng mà lại không có ở đây? Thì Lâm hỏi như vậy, cô nói là không biết. Tôi có khi tôi đến đây rồi ban ngày tôi về tôi ngủ. Bây giờ thì tôi cũng lang thang chuẩn bị đi kiếm đồ ăn. Đó. Cho nên là tôi rất là đói khát. Chú có gì ăn cho tôi với. Thì hỏi bà cô lý do tại sao chết. Cô nói là do mùa nước nổi thì cô lỡ trượt chân té chết. Thì chắc lẽ Lâm không nói vòng vòng nhiều, giúp đỡ cô được ấm no trước cái đã. Rồi sau khi ấm no rồi bắt đầu Lâm sẽ hỏi tiện chuyện cô tiếp nha. Thì mời bà con bác theo dõi nha. Thì ông bà con bác ơi, Lâm sẽ đặt cái vị trí này mà cúng cho ông chú nha. Bây giờ trước khi đặt thì Lâm sẽ dọn sạch ngay cái vị trí đó cho nó sạch chút xíu. Rồi bắt đầu sẽ cúng nha. Lâm sẽ để cái thép một quặng bên cho nó gọn cái mà các bạn. Lâm để qua này cho nó gọn nha. Đây, coi chỗ má, Lâm má lên cái. Rồi, Lâm sẽ dọn cái này cho nó sạch để mà bài cúng nha. Rồi, có cái cây này, Lâm sẽ dọn. Ông bà cô bác thấy hôm nay Lâm cũng là đẹp trai không? Làm cô bà cô bác là lúc nào cũng vậy á. Thầy tự khen mình đẹp không à. Lúc nào cũng khen mình đẹp trai hết trơn, mắc cười mình chết. Không có cái chổi nữa. Chiếu nè, không biết của ai. Lâm thường thầy mình dọn như vậy nha. Mình trải tấm kia xuống là nó sạch luôn rồi mà các bạn. Do hôm nay ông bà cô bác thấy lạ không? Do không biết làm sao mấy lúc này trời nóng quá ông bà cô bác, đau quá họng. Rồi, được rồi, mình sẽ trải cái tấm màn xanh nha. Tấm màn xanh xuống này là nó sạch rồi ông bà cô bác. Cái tấm vải này rất là sạch nha mọi người các bác. Em sẽ đem đầu cúng rồi nha. Hôm nay thì cũng như thường lệ vậy, Lâm cũng thừa biết là Lâm cho ở đây thì thế nào là cũng có cái ấy à, thế nào cũng gặp vong. Tại vì lúc trước cái hai anh em Tân và em là Lâm á, có một hiện tượng rất là lạ. Nhưng mà hôm nay thì Lâm đã thấy chứng kiến thấy rõ luôn. Mà cái hiện tượng đó là không phải là cái hiện tượng của cái cô vong linh này, là chỉ là một cái vong linh khác. Mà không biết em Tân đã thu phục với vong linh nó chưa thì Lâm cũng chưa biết. Nếu mà có bác ha. Thì cho nên là Lâm mới lại đi gặp với cô kia, nói là cô không có ở đây, cô là người ở chỗ khác. Đó. Thì giờ Lâm sẽ bày đồ ra nha. Bày đồ được cúng nha. Cô đem mà trái cây nè mọi người, nó trái vừa vừa không luôn. Đây là nhang, làm lại cái ông quẹt các bạn. Không biết là để xa xa gì ông bà có bác thấy không, làm để gần chút xíu cho ông bà có bác thấy là làm mà cúng nha. Vậy thôi. Do Lâm ở cặp lộ cho nên là xe nó chạy qua trở lại. Ông bà con bác thông cảm nha. Lâm bây giờ sẽ bày ra cúng liền nha. Đầu tiên thì trái cây này nè, mình để ra đi. Trái cây này để mấy em đây. Khoai thì nhiều luôn nè. Trái bự bự không luôn nè. Trái bành bành luôn. Lâm mua đúng 5 trái. 5 trái nó quá bự luôn nè. Đó, thấy chưa?
còn cái đọt luôn, còn một cái đọt nữa. Bẻ cho nó ngắn chút, gom gọn ở đây nè. Và đặc biệt là có bánh nè, thằng cũng đeo bánh rất là nhiều luôn nha mọi người bác. Thăm lột ra ít nha, cô này là gần 70 rồi đúng không bà cô á. Cô này cô tên Hồng, cô ở ngoài Châu Đốc á, ta thuộc kỳ đường, đường gì Lâm không rõ, cô nói ngoài Châu Đốc, chắc già lớn tuổi rồi, hỏi nó cô không nghe kịp đâu mà cô bác. Đây là cái này là biết cái nhà, phải biết gì không? Cơm. Lâm thường biết là các vọng linh đói khát đi lang thang như vậy, cho nên Lâm lúc nào đi đâu cũng chuẩn bị cơm hết. Lâm lại có một cái hộp luôn, cái hộp này cúng luôn nhưng mà quá Lâm mua luôn. Giờ bỏ cơm ở trước, không biết cái gì không? Coi cái cam này coi nó có tắt không mà quá. Thì ông bà có bắt ấy, Lâm tưởng đâu cái cam nó hư mà cái cam không có gì chơi. Rồi Lâm sẽ bày cơm ra nha. Cô ơi thì con cũng có, hôm nay con cũng đến đây thì cũng có duyên con gặp cô, thì con cũng có đem sẵn theo cơm và sườn chay đó, sườn chay rồi cơm tắm này cô, rồi có nước tương nè, rồi con có hộp cơm cho cô luôn, hộp xúc xích gì đó, xúc xích chay gì đâu mà cô bác con cũng không nhớ rõ, bỏ lại cho nó gọn nha, chút xíu nữa mình là gom dễ. Rồi, làm khui này ra luôn cho cô nha, là lẽ cho cô đi dùng nha mà các bạn. Để chút mình mở sao, bây giờ mình sẽ chế nước nè, nước đang cày. Hai cái đèn cày này đốt cũng rất là lâu, đốt cái nào mà nó xài được mình lại bỏ, còn mình xài được mình cứ xài nhưng mà quá. Rồi Lâm thắp ra đèn cày nha. Giờ này Lâm cũng đã có hỏng. Nằm để cái máy xa xa, nó sẽ làm nghi thức cúng nha. Không để cái máy ở vị trí này nha mọi người. Rồi ok, đây đây luôn nha. Thì nhờ thấy em Lập này cũng đẹp trai không nè. Mỗi ngày nào cũng phê đẹp đẹp hết trơn. Mới cười quá. Cũng lẹ cho cô nó ra nha. Cô tên Hồng, năm nay gần 60 rồi, như 58, 59 gì đó mà cô. Cô than đói mà mình hỏi lộn, mà nói cô phải là cái dông lúc trước con. Cô nói không phải, tôi mới là đây. Nhưng mà mình cũng quay lúc trước rồi cô không thấy. Hỏi cô có gặp ở đây nó không, cô nói không. Không có gặp người nào ở đây cả, không có dông gì chứ. Chỉ có lâu lâu thấy người ta vô đây, người ta làm gì đó, không biết. Cô lọt cái lọt này lại cho cô nha. Cái nắp nó dục luôn. Không tranh thủ nha mình quá. Sắc sắc lại chút xíu. Quỳ xuống nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Bồ Tát.
Nam mô các vong linh gia chủ ngôi nhà này, đặc biệt là vong linh của cô này. Hôm nay là cô sẽ xuất hiện lên đây dùng bánh trái, con có đánh lễ cho cô. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có tiếng gì động động là lạ quá mà không ạ? Có cái gì ạ? À, không biết là cái rõ là cái gì luôn. Mình sẽ để đây nha. Cái hưu này nó sao đó, cắm nó cứ nó ngã tới ngã lui rồi. Bây giờ Lâm sẽ đi ra ha. Đi ra cho cô vào trong đây dùng. Sau khi dùng xong rồi mình sẽ giao tiếp với cô, hỏi cô, trò chuyện thêm với cô để coi thử coi cô có cần mình giúp cái gì được không. Nhưng mà bắt giờ Lâm sẽ lui ra nha.
Dạ thì xong rồi đó ông bà cô bác ơi, không vẻ cô này ra dùng chưa không biết nha, làm sẽ gom cái ba cái thức cúng kiến này nha. Giờ làm sẽ đi tìm cô và mình sẽ giao tiếp với cô rồi hỏi chuyện cô không, cô có cần mình giúp thêm cái gì nữa không đó. Mình sẽ lấy đồ đó đây, đầu tiên thì hai cái đèn cày này mở bắt. Để cho nó nguội đổ đây. Thì mình sẽ đi vào tiếp với cô và tìm cô coi. Coi cô có mình muốn mình giúp đỡ cái gì thêm không nha. Thấy cô được ấm no rồi đó. Năm bỏ này cũng cột lại cho nó gọn gàng nha mọi người. Cơm cơ bây giờ là mau quên em theo cái dĩa ấy nha. Cơ làm sẽ để ở đây luôn nha, cho chắc nó bọc luôn. Cô khi có đói cô dùng tiếp nha mọi người. Khơ hợp đây làm sẽ để đây luôn, cái tường chặn đây luôn. Đi giao tiếp với cô thử coi sao nha. Giao tiếp để mình trò chuyện với cô, thử hỏi cô có cần giúp nữa không. Thì ở đây có một chiếc cày nằm trong ổ này luôn, mình để cho nó mọc luôn nha, mà để đó luôn. Dưới bánh thì cũng vậy, bánh thì làm cũng sẽ xé cái bọc này ra, để giữa bánh này luôn nha. Làm cái đó qua bên đây rồi, rồi cái dĩa này về nha, vô cái này luôn. Rồi, nó sạch sẽ rồi đó. Anh sẽ đi tìm cô nha. Đặt cái đó thì bỏ đó luôn đi. Giờ mình đi tìm cô luôn nha mọi người. Giờ làm sẽ đi tìm cô và giao tiếp với cô nha. Tùy thôi nha mọi người. Mấy cô ở đâu? Không biết cô ở đâu vậy mà không ạ. Do mấy nay bị sốt bệnh đó mà quá, đau họng. Hãy chia sẻ cho bà con cô bán xem, cho cả nhà mình xem. Cô ơi, cô ơi cô, con có chuyện muốn hỏi cô, có xuất hiện cho con nha. Lúc trước nhìn mặt đỏ thì ghê, nhưng mà nay gặp cô thì không có gì ghê hết trơn mà cô bác. Không biết cô ở đâu, vào trong thử coi. Cô ở đâu rồi ta? Rồi, kìa, mà không thấy cô đẳng kìa. Ủa sao hồi nãy mình tìm không thấy đây ta? Thôi mà lại mình giao tiếp với cô nha.
ông bà cô bác ơi, Lâm đứng đây là ông bà cô bác không biết có thấy Lâm không? Thì ông bà cô bác ơi, Lâm mới trò chuyện với cô, thì hỏi cô là cô ơi có cô đã ăn những cái bánh trái cơm chưa? Cô nói trời ơi ngon quá cô ơi, cô ăn rồi rất là ngon, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi Lâm hỏi Lâm thì như vậy thì cô có cần cái điều gì con giúp không? Cô nói là cô rất là đói khát, con hãy nếu mà con trả lời thì đem ít cơm có chai ô long cho kinh cho cô xin, hồi đó cô còn sống cô rất thích uống ô long đó mà cô bác, với lại trái cây này cô rất là thích nè, cô nói lần sau mà con có lại thì cho cô xin trái cây nha, cảm ơn con rất là nhiều, con dễ thương quá. Rồi cô hỏi là Lâm tên gì tên gì, nhưng mà Lâm không nói nha mà cô bác, mà không nói là mình tên gì. Lâm nói để lần sau con lại con sẽ nói tên con cho biết, trước mắt là con đã biết tên cô rồi, cô tên Hồng đúng không? Cô nói chính xác năm nay là cô 59 tuổi, thì không may là bị tai nạn nước. Thì cô tại sao mà hỏi cô lý do tại sao mà tóc cô bạc trắng như vậy? Cô nói là do nó con cái đi làm xa thì không quan tâm tới cô. Cô nói là thôi mình nhộm tóc, với lại cô nói là tóc cô á nó râm, thì nói cô nhộm luôn nó màu trắng luôn cho nó dễ nhìn, và mặt cũng màu trắng luôn. Nói vậy thì lúc mà cô đi chơi cô cũng mặc màu trắng này sao? Cô nói thì lúc mà bị tai nạn cũng mặc như vậy, thì những người mặc áo trắng này chết đó, rất là linh đó mà quá, thì thấy tội nghiệp thương cô quá. Chắc là Lâm sẽ kết thúc video tại đây, và hẹn ông bà cô bác những video sau Lâm sẽ lại giúp cô nha. Bây giờ thì chào ông bà cô bác ạ.